Thông báo nhanh số 176 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bản tin cập nhật đến 18 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2021. Tính từ 18 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2021 đến 18 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2021, ghi nhận 12 ca mắc mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, huyện Sư Mộc ghi nhận 6 ca ngoài cộng đồng tại ấp Nhân Thuận, xã Sư Mộc. Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 5 ca, trong đó 3 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung. 2 ca ghi nhận ngoài cộng đồng là tài xế đi từ thành phố Hồ Chí Minh vào Bà Rịa Vũng Tàu được phát hiện tại chốt kiểm dịch quốc lộ 51. Thành phố Vũng Tàu ghi nhận 1 ca ngoài cộng đồng là đối tượng được hỗ trợ đưa từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh, thường trú tại thôn 7, xã Long Sơn. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 59 ca. Tỷ lệ F0 đã điều trị khỏi bệnh từ 28 tháng 6 năm 2021 đến nay là 95,86%. Số người đang cách ly tập trung tăng mới vào 87, giảm hoàn thành cách ly 467. Hiện tỉnh đang triển khai nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của chính phủ, áp dụng một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm tiến dần đến trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, các ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng liên quan đến đối tượng nguy cơ cao là tài xế, phụ xe, người đến và trở về từ các tỉnh thành dùng dịch công nhân, người lao động trong các công trình xây dựng, khu công nghiệp có thể khiến dịch lây lan bùng phát trở lại nếu không có biện pháp kiểm soát khống chế hiệu quả. Do đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là với dịch bệnh, duy trì chế độ trực chiến 24 trên 24 giờ để kịp thời ứng phó dịch bệnh, sẵn sàng các tình huống xảy ra, tăng cường giám sát các đối tượng nguy cơ, khu vực nguy cơ để phát hiện sớm, khoanh dùng dập dịch. Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị các doanh nghiệp tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh để làm việc sản xuất kinh doanh, tổ chức xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp. Đối với các cơ sở buôn bán kinh doanh, cần tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đối với việc giao nhận hàng hóa với các tài xế phụ xe chở hàng. Các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, từng bước nới lỏng, mở cửa đối với các hoạt động đi lại, giao thông, sản xuất, giáo dục, du lịch, dịch vụ với lộ trình cụ thể, đồng thời tiếp tục tập trung kiểm tra giám sát các hoạt động phòng chống dịch ở các điểm dùng nguy cơ cao, tiếp tục nắm bắt tình hình nhân dân, tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và 5K để đồng thuận và chung tay cùng chính quyền thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với các tổ công tác thuộc ban chỉ đạo tỉnh trong triển khai thực hiện phòng chống dịch, phục hồi kinh tế, an dân.